Trong sức nóng dữ dội của ngày hội bóng đá thế giới đang tới gần, bên cạnh mong chờ chiêm ngưỡng những trận cầu tuyệt đỉnh, người hâm mộ làng Túc Cầu còn đổ dồn sự quan tâm tới quốc gia đăng cai World Cup 2022, Qatar. Từ làng chài nghèo khó trở thành một trong những nước có GDP bình quân cao nhất thế giới, Qatar đã thể hiện cho thế giới thấy đẳng cấp chịu chơi của mình khi rót hơn 200 tỷ đô cho World Cup 2022. Đây là con số chi tiêu kỷ lục nhất trong lịch sử các nước chủ nhà đăng cai World Cup từ trước đến nay, gần gấp 20 lần số tiền mà Nga đã bỏ ra để tổ chức Ngày hội bóng đá thế giới 4 năm về trước. Là quốc gia giàu có nhờ sở hữu trữ lượng vàng đen hàng đầu thế giới, Qatar gần như có đủ tài chính để xây dựng các sân vận động quy mô lớn, đẹp mắt và hoành tráng bậc nhất thế giới. Những sân vận động này không chỉ là nơi thi đấu, nó hứa hẹn sẽ là những biểu tượng mới về kiến trúc của quốc gia vùng vịnh. Việc xây dựng các sân vận động phục vụ World Cup 2022 chỉ chiếm một phần nhỏ trong chi tiêu cơ sở hạ tầng mà quốc gia này đang thực hiện. Những dự án lớn khác đang được triển khai gồm hệ thống tàu điện ngầm, mở rộng sân bay và xây dựng một thành phố mới toanh. Thế nhưng, với sự giàu có trời phú của Qatar thì quả thật số tiền bỏ ra kể trên không là gì so với tài sản của Hoàng gia Qatar do gia đình Thani lãnh đạo. Gia tộc này nắm giữ cổ phần tại nhiều bất động sản nổi tiếng trên toàn cầu như tòa nhà chọc trời London Stuart, làng Olympic và tòa nhà Empire State. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá về sự giàu có đẳng cấp của gia đình Hoàng gia Qatar, một trong năm gia đình Hoàng gia giàu nhất thế giới, giữ vững vị thế trong nhiều năm qua nhé. Bắt đầu thôi! Qatar là quốc gia nằm ở khu vực Tây Á, nằm ở phía đông bắc vùng duyên hải của bán đảo Ả Rập và được bao bọc ba mặt bởi Vịnh Ba Tư với diện tích khiêm tốn chỉ 11.437 km2 và khoảng 2,9 triệu dân số. Tuy có diện tích nhỏ, nhưng vị trí và tầm ảnh hưởng trên thế giới lại không nhỏ chút nào. Khá nhiều nước lớn kiêng nể Qatar, đặc biệt bởi sự phồn vinh và trữ lượng dầu mỏ dồi dào. Qatar cũng được biết đến là một đất nước có số lượng triệu phú, tỷ phú trên đầu người cao nhất thế giới. Nếu chia nhỏ ra số dân, cứ 100.000 người Qatar thì có 8 người thuộc giới siêu giàu với tài sản khổng lồ trong ngân hàng. Không có bất kỳ nơi đâu như tại thủ đô Doha. Chỉ cần bạn bước ra cửa ngõ là sẽ bắt gặp nhàn nhàn triệu phú, tỷ phú. Cuộc sống tại Doha cũng chính là hình ảnh tiêu biểu cho quốc gia này bởi có 90% dân số Qatar sinh sống tại thủ đô. Giàu như vậy thì sống sẽ như thế nào? Người dân ở Qatar được hưởng cuộc sống giàu có không khác gì các triệu phú ngay từ khi sinh ra, được hưởng hệ thống giáo dục và y tế hoàn toàn miễn phí, không ai phải nộp tiền điện nước hay tiền thuế cho chính phủ. Người dân Qatar hầu như cũng không phải đụng tay để xây dựng bất kỳ công trình nào, bởi nhân công đều được thuê từ nước ngoài, cuộc sống hàng ngày cũng có người giúp việc. Nói chung, công dân của đất nước này dựa vào lao động từ các quốc gia khác để thực hiện các công việc trong lĩnh vực dịch vụ, chẳng hạn như lái xe, bảo mẫu, xây dựng, nên gần như họ không phải quá động tay nhiều vào các việc cụ thể. Khi đi du lịch thì phải bằng Qatar Airways, hãng hàng không được ví là kỳ quan bay trên bầu trời. Nói chung, người Qatar chỉ sử dụng những thứ ưu tú nhất. Tại đất nước của giới siêu giàu, cuộc sống của người dân đã xa xỉ như vậy. Nhưng khi nói về hoàng tộc Qatar, độ giàu có choáng ngợp của họ thậm chí còn được xếp ở một đẳng cấp khác. Hoàng tộc Al Thani. Đất nước Qatar giàu có được cai trị bởi hoàng tộc Al Thani, một trong những gia đình hoàng gia nổi tiếng nhất thế giới. Họ định cư tại Qatar vào những năm 1700 và ước tính có khoảng 8.000 thành viên. Một số báo cáo đã tuyên bố rằng hoàng gia Qatar nắm giữ khối tài sản ròng khổng lồ 335 tỷ đô la, một con số siêu khổng lồ và đáng kinh ngạc trong thế giới tài chính. Nó thể hiện qua số lượng bất động sản, bộ sưu tập siêu xe, siêu du thuyền và các câu lạc bộ thể thao của hoàng gia Qatar. Họ nắm giữ nhiều khoản đầu tư bất động sản trên toàn cầu, bao gồm tòa nhà chọc trời Stuart ở London, làng Olympic, cửa hàng bách hóa Harrods đều ở Vương quốc Anh và tòa nhà Empire State ở New York. Gia tộc này gồm có 4 nhánh chính là Bani Qasim, Bani Ahmed, Bani Jaber và Bani Thamer. Gia tộc đã qua 4 lần chuyển giao quyền lãnh đạo vương quốc đều với hình thức thoái vị. Tiểu vương Qatar hiện tại là Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, người sở hữu khối tài sản 2 tỷ đô, có các khoản đầu tư vào ngân hàng Barclays, British Airways và công ty ô tô Volkswagen. Ở tuổi 42, ông là quốc vương trẻ nhất thế giới và nhận quyền lãnh đạo đất nước từ cha mình là ông Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, trị vì Qatar từ năm 1995 đến 2013. Cũng giống như bất kỳ gia đình hoàng gia nào khác trên thế giới, hoàng tộc này sở hữu khối tài sản kếch xù vượt xa bất cứ điều gì mà một người bình thường có thể tưởng tượng. Cựu tiểu vương Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani đã góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của Qatar nói chung và tài sản kếch xù của hoàng tộc Al Thani nói riêng.
Trước khi chuyển ngôi, ông đã thành lập cơ quan đầu tư Qatar, một quỹ tài sản có chủ quyền để quản lý thặng dư dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của đất nước. Cơ quan đầu tư Qatar và các công ty con của họ đã mua lại nhiều doanh nghiệp ở nước ngoài, bao gồm cửa hàng bách hóa Harrods mang tính biểu tượng của London từ doanh nhân Mohammed Al-Fayed, cửa hàng bách hóa Printemps có trụ sở tại Paris, góp 75% cổ phần trong xưởng phim Miramax, 2% cổ phần trong tập đoàn truyền thông và công ty mẹ Vivendi của Universal Music Group, sở hữu 1% cổ phần của nhà sản xuất hàng xa xỉ Louis Vuitton Mert Hennessy và một số công ty lớn khác. Tòa dinh thự khổng lồ ở Anh Quốc. Nơi ở của gia đình hoàng gia Qatar cực kỳ sang trọng. Sheikh Hamad bin Nasser Al Maisonet, vương hậu của cựu quốc vương Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, đã mua một căn nhà Cornwall Terrace với giá 80 triệu bảng Anh. Sau đó bà trả thêm 40 triệu bảng Anh cho Cornwall Terrace số 2 và 3. Cornwall Terrace 1 xa hoa bao gồm 7 phòng ngủ, 11 phòng tiếp khách, 9 phòng tắm, khu chăm sóc sắc đẹp và khu phức hợp giải trí với phòng tập thể dục và hồ bơi nước nóng trong nhà. Có cả một hầm rượu lộng lẫy. Ngôi nhà có từ thế kỷ 19, nhìn ra công viên của Regent. Trong khi đó, Cornwall Terrace 2-3 liền kề có 6 phòng ngủ. Đặc điểm kiến trúc đã tạo cho Cornwall Terrace dáng vẻ vương giả. Tầng trệt được làm thô mộc, trong khi các tầng trên mang phong cách Corinthian. Cung điện bí mật trên núi và dinh thự gần bãi biển. Hoàng gia Qatar giữ khá kín về cuộc sống của mình như bao hoàng gia khác trên thế giới. Một nguồn tin cho biết họ dường như xây dựng một cung điện trên núi ở Oman, ở vị trí cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển, có tầm nhìn ra một hẻm núi tuyệt đẹp. Công ty phụ trách xây dựng cho công trình này là GET Engineering, có trụ sở chính ở thủ đô Doha. Tiểu vương Qatar cũng có một dinh thự đồ sộ khác ở Muscat gần bãi biển. Mặc dù nội thất của cả hai chưa từng được tiết lộ cho công chúng, tuy nhiên chúng chắc chắn cũng xa xỉ và tráng lệ như những dinh thự điển hình khác của giới siêu giàu trên toàn thế giới. Bộ sưu tập siêu xe khiến cả thế giới mơ ước. Một trong những cách để biết tình hình tài chính của một người hay một gia tộc là nhìn vào những phương tiện di chuyển của họ. Đối với hoàng gia Qatar, bộ sưu tập của họ quả thật nằm ở một tầm cao khác so với phần còn lại của thế giới. Từ trước đến nay, hoàng gia Al Thani được rất nhiều người hâm mộ xế hộp biết đến nhờ sở hữu trong tay một bộ sưu tập siêu xe khủng. Tuy nhiên, dường như họ lại khá cả thèm chóng chán khi giao bán không ít những chiếc xe trong bộ sưu tập của mình. Có thể điểm vô số tên của các hãng xe khủng trong bộ sưu tập của hoàng gia Qatar. Họ có một chiếc LaFerrari Coupe màu đỏ trị giá 1,4 triệu đô, một chiếc LaFerrari Aperta 5,3 triệu đô. Về Lamborghini, họ có một chiếc Lamborghini Centenario Coupe màu trắng và Lamborghini Centenario Roadster. Cả hai chiếc đều có chung mức giá 1,9 triệu đô la, tổng 3,8 triệu đô la. Về Mercedes McLaren Porsche, hoàng gia Qatar sở hữu một chiếc Mercedes AMG G63 6X6 AMG giá khoảng hơn 600.000 đô. Chiếc McLaren P1 trị giá 1,1 triệu đô và một chiếc Porsche 918 màu bạc khoảng 2 triệu đô. Chiron là một trong những chiếc ô tô phổ biến nhất trên thế giới của nhà sản xuất Bugatti và được người hâm mộ siêu xe vô cùng háo hức. Tuy nhiên, mẫu xe này không phải ai cũng được sở hữu vì giá quá cao và tính độc quyền. Song với gia tộc hoàng gia Qatar, không gì lọ không thể sở hữu. Chiếc Bugatti Chiron phiên bản Super Sport 300+ trị giá khoảng 4,3 triệu đô cũng nằm trong bộ sưu tập siêu xe của gia tộc Thani. Chưa hết, họ còn sở hữu hai chiếc Bugatti Devo, tổng trị giá hơn 10 triệu đô, một trong những chiếc siêu xe hiếm nhất được sản xuất bởi thương hiệu xe gần như tốt nhất trên toàn thế giới, với số lượng vòn vẹn chỉ có 40 chiếc. Quá choáng ngợp, phải không nào? Ngoài ra, còn rất nhiều những cái tên ấn tượng khác như Lamborghini Sian FKP37, Ferrari Monza SP2 và Audi SQ7 SUV trong bộ sưu tập đắt tiền này. Gia tộc Al Thani còn nổi tiếng thế giới với sở thích diễu hành siêu xe trên các cung đường xa hoa thế giới như Paris hoa lệ hay London, chỉ để cho mọi người thấy rằng họ chịu chơi và phong cách thế nào. Điển hình nhắc đến tay chơi siêu xe nổi tiếng của hoàng gia Qatar không ai khác chính là em trai út của tiểu vương hiện tại là Sheikh Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani, biệt danh là KHK. Chàng trai sinh năm 1991 này là nhà sưu tập xe hơi nổi tiếng thế giới. Gần như những cái tên nổi tiếng nhất trong bộ sưu tập siêu xe của hoàng gia Qatar chúng ta vừa kể đều thuộc sở hữu của Al Thani. Tổ đội siêu xe hàng triệu đô la Mỹ của anh thường xuyên được săn lùng. Đội siêu xe của Al Thani thường xuyên lùi tới các khách sạn sang trọng. Anh ấy sử dụng biển số California, Khalifa và KHK thay thế nhau trên nhiều chiếc xe của mình. Bộ sưu tập siêu du thuyền tỷ đô. Không thể phủ nhận rằng những người có tiền rất thích sở hữu những chiếc du thuyền xa hoa.
Do đó, không có gì ngạc nhiên khi gia tộc Althany còn sở hữu chiếc siêu du thuyền Karata trị giá 384 triệu đô. Karata được biết đến là một trong những siêu du thuyền lớn nhất thế giới thuộc tài sản của cựu tiểu vương Sheikh Hamad bin Khalifa Althani. Tiểu vương Tamim bin Hamad Althani cũng không kém cạnh cha mình khi sở hữu siêu du thuyền Al Lusail trị giá 500 triệu đô. Chiếc siêu du thuyền được đặt theo tên thành phố được quy hoạch ở Qatar. Trước đây nó có tên là Jupiter. Con tàu dài 123 mét, hơn cả sân bóng đá với không gian thoải mái chia làm 6 boong cho 36 hành khách và 56 thủy thủ đoàn. Al Lusail được làm bởi nhà máy đóng tàu Lürssen của Đức và là một trong những con tàu lớn nhất thế giới, có phòng tập thể dục, rạp chiếu phim, thẩm mỹ viện. Với khối lượng nội thất và tiện nghi được trang bị, Al Lusail trở thành chiếc du thuyền hoàn hảo để giải trí và giao lưu. Trên bảng xếp hạng những chiếc du thuyền lớn nhất thế giới, siêu du thuyền Al Lusail đứng ở vị trí thứ 35. Đây là chiếc du thuyền thứ 16 do Lürssen chế tạo và được giới thiệu trên 17 bài báo về du thuyền. Chưa hết, quốc vương còn sở hữu chiếc du thuyền Al Mihrab trị giá hơn 300 triệu đô, được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những du thuyền đẹp nhất năm 2008. Được mệnh danh là cung điện nổi, siêu du thuyền này có 12 phòng, 2 hồ bơi, phòng tập thể dục, rạp chiếu phim và bể sục. Tình yêu xa xỉ dành cho thể thao. Trong khi các tỷ phú Hoa Kỳ đặc biệt yêu thích du hành vũ trụ và không gian, thì tiểu vương Qatar lại có chung niềm đam mê thể thao giống hầu hết các tỷ phú ở châu Á và châu Âu, đặc biệt là tình yêu dành cho môn thể thao vua bóng đá. Sau khi quốc vương trẻ nhất trên thế giới lên ngôi, ông đã nỗ lực nâng tầm quốc tế của đất nước thông qua việc tổ chức các sự kiện thể thao đồng thời mua đội bóng Paris Saint-Germain, PSG, với giá 70 triệu đô. Dưới sự dẫn dắt của ông, Qatar đã giành được quyền đăng cai giải vô địch thế giới bơi lội FINA 2024 và FIFA World Cup 2022. Nỗ lực của ông chính là định vị Qatar trở thành một trung tâm thể thao của khu vực, nơi tổ chức và tụ hội những giải đấu của tất cả các đội tuyển quốc gia mạnh nhất thế giới. Cha tiểu vương là Sheikh Mohammed bin Hamad bin Khalifa Althani cũng đã từng chi số tiền khổng lồ 2,4 triệu đô la Mỹ để mua trái bóng World Cup 2006 được ký tên bởi đội tuyển Ý. Cũng chính ông là chủ tịch Qatar giành quyền đăng cai tổ chức FIFA World Cup 2022 tại Doha. Qatar đã đầu tư tới 220 tỷ đô để đầu tư cho cơ sở hạ tầng và các dự án phát triển khác vào việc đăng cai World Cup 2022, một con số khổng lồ của giới túc cầu. Khoảng 6,5 tỷ đô trong số đó được dùng để xây dựng 8 sân vận động cho các trận đấu, bao gồm cả sân vận động Al Janoub do kiến trúc sư quá cố nổi tiếng Zaha Hadid thiết kế. Qatar cũng mạnh tay chi hàng tỷ đô để xây dựng một tuyến tàu điện ngầm, sân bay mới, đường xá và các cơ sở hạ tầng khác trước trận đấu. Thời gian chuẩn bị lên tới 12 năm. Báo chí quốc tế còn bình luận Qatar đang có một giấc mơ kép về kinh tế trong kỳ World Cup này. Kỳ World Cup 2022 ở Qatar sẽ đi vào lịch sử như kỳ World Cup đắt đỏ nhất từ trước tới nay. Mặc dù việc Qatar đăng cai World Cup đã gây không ít tranh cãi bởi người ta cho rằng đây là cuộc đảo chính lớn khi mà một quốc gia chưa bao giờ đủ điều kiện tham gia giải đấu lại có thể đường hoàng tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh, thì vẫn không thể phủ nhận đây là một nước đi có tính toán kỹ lưỡng và khôn ngoan của những người cầm quyền tại quốc gia vùng vịnh. Nhân tiện nói về sự chịu chơi của Qatar dành cho World Cup 2022, khi vừa có quyền đăng cai thì Qatar đã cam kết xây dựng 12 sân vận động mới với công nghệ làm lạnh giúp tránh nóng bởi vì tất cả đều lo ngại sức nóng do khí hậu thời tiết và địa lý tại Qatar. Sân vận động đầu tiên có lắp điều hòa nhiệt độ là sân Khalifa tại thủ đô Doha. Sân này tuy chỉ có sức chứa 40.000 chỗ ngồi, nhưng quy mô bên trong nó cực kỳ hiện đại, mặt cỏ đương nhiên thuộc loại đắt nhất thế giới. Tuy nhiên, Khalifa vẫn chưa phải là sân vận động đắt nhất tại Qatar. Chính phủ nước này còn cho xây dựng rất nhiều những sân vận động hoành tráng khác. Để tránh sự lo ngại về thời tiết, Qatar đã tính đến điều này và cho lắp hệ thống công nghệ điều hòa không khí hiện đại và tiên tiến bậc nhất, giúp nhiệt độ trong các sân luôn được duy trì ở mức 26 độ C. Qatar cũng phải bỏ ra số tiền lên đến 767 triệu đô để xây dựng sân vận động Lusail. Nó chỉ mới được hoàn thiện vào tháng 9 vừa qua và sẽ được dùng để tổ chức 10 trận tại World Cup 2022, trong đó đặc biệt là trận chung kết. Quay trở lại với niềm đam mê thể thao, thành viên hoàng gia Sheikh Abdullah bin Nasser Althani đã mua câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha Malaga với giá 44 triệu đô vào tháng 6 năm 2010. Ngoài ra, truyền thông đưa tin vào tháng 9, thành viên hoàng gia Khalid Fale Althani cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc mua câu lạc bộ Serie Sampdoria đang gặp khó khăn. Niềm đam mê nghệ thuật. Một sự thật thú vị về hoàng gia Althani của Qatar chính là họ rất quan tâm đến lĩnh vực nghệ thuật. Nếu như các hoàng tử khác đều theo đuổi sự hào nhoáng của siêu xe, siêu du thuyền, những cuộc phiêu lưu và trải nghiệm xa xỉ tại các khách sạn sang trọng,
thì em gái của tiểu vương của ta là bà Al-Mayasa bint Hamad bint Khalifa Athani lại dành niềm đam mê trọn vẹn cho nghệ thuật. Cô là con gái của cựu tiểu vương và cựu đệ nhất phu nhân, hiện cô là chủ tịch bảo tàng Qatar. Năm 2012, Al-Masaya được Forbes tuyên bố là một trong 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Al-Masaya còn được tuyên bố là người có ảnh hưởng nhất trong nghệ thuật trong danh sách top 10 của Art Cộng Auction và một trong 100 người gây ảnh hưởng nhất của thế giới nghệ thuật thế giới do Art Review xếp hạng. Sự giàu có của Sheikha Al-Mayasa và vai trò chủ tịch bảo tàng Qatar khiến cô có ảnh hưởng lớn trong giới sưu tập nghệ thuật. Bloomberg cho biết, ngân sách hàng năm cho cơ quan bảo tàng Qatar ước tính khoảng 250 triệu đô. Sheikha Al-Mayasa đã tham gia một buổi nói chuyện TED vào tháng 2 năm 2012, nơi cô ấy nhấn mạnh tầm quan trọng về tác động xã hội của nghệ thuật. Cô khẳng định mục tiêu của mình là tạo ra một bộ sưu tập nghệ thuật địa phương để góp phần định hình bản sắc dân tộc Qatar. Bên cạnh đó, sự đầu tư toàn diện dành cho cả giáo dục cũng được một thành viên khác của Hoàng gia Qatar đặc biệt quan tâm. Cựu đệ nhất phu nhân Sheikha Moza, cũng tức là mẫu thân của Sheikha Mayasa, chịu trách nhiệm mở các cơ sở của một số học viện đẳng cấp thế giới ở Doha, bao gồm Đại học Virginia Commonwealth, Đại học Carnegie Mellon, Đại học Georgetown, Đại học Northwestern, Đại học Texas A&M và Cao đẳng Y tế Weill Cornell và Đại học Carnegie ở Qatar. Đó là toàn bộ sự giàu có và xa hoa của Hoàng tộc Al Thani, một trong những gia đình hoàng gia nổi tiếng nhất trên thế giới. Giải mã về số tài sản kếch xù và những gì họ đóng góp cho xã hội, có lẽ không quá khó để lý giải vì sao vị thế của họ luôn thuộc top của các hoàng gia giàu có nhất thế giới, phải không nào? Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hy vọng video đã đem đến những thông tin thú vị. Đừng quên ấn một nút like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi sản xuất thêm nhiều video khác nữa. Giới thượng lưu, nơi chấp cánh ước mơ thành công, xin kính chào và hẹn gặp lại!